即使一双手够多少世人，退敲不到无常的魂，中间跟正邪难从脉搏判断区分，良药也为难要救治这全心。乱世中谁是春风，自退这灵魂的痛，愿跟你睡去再做个温柔的梦。落魄中沉默相拥，常有眼泪来作救赎，离别了仍留下记忆都满足。Không ngờ hoàng thượng lại thông phiền bán nước. Chẳng không dám. Nếu như không phải, tại sao công sứ bốn nước lại cùng tới đây ép buộc Ai Gia, buộc Ai Gia giao lại đại quyền trị quốc cho hoàng thượng nắm giữ? Thật ra hoàng thượng đã cho bọn chúng lợi ích gì? Hoàng A Mã, tuy trẫm ở doanh đài tịnh dưỡng ăn năn, nhưng mà nghe nói nghĩa hòa đoàn tới kinh thành sinh sự khắp nơi, thực sự làm trẫm ăn ngủ không được yên. Tuy nghĩa hòa đoàn lấy khẩu hiệu là phò thanh diệt dương, nhưng dù sao chúng cũng là một lũ ô hợp, khó tránh gian thao lẫn lộn. Nếu triều đình tiếp tục dung túng bọn chúng, chỉ càng tự hủy hoại mình thôi. Hoàng thượng cấu kết thế lực ngoại quốc, ý đồ can dự triều chính, đó mới gọi là tự hủy hoại mình. Hoàng A Mã, từ trước tới giờ các nước Tây Dương luôn là mối lo đối với đại thanh ta. Nếu như chúng ta công khai đối đầu với chúng, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Nhớ lại đại thanh lập quốc hơn 200 năm nay, có sóng gió lớn gì mà chưa trải qua? Năm xưa trận chiến với liên quân Anh Pháp đã chứng kiến tàu sát pháo mạnh của người Tây Dương. Bây giờ Hoàng A Mã muốn lợi dụng nghĩa hòa đoàn đối phó với người Tây Dương, thật sự là lấy trứng chọi đá. Hoàng thượng nhiều lần dùng lời đe dọa, thật sự có dụng ý gì? Trẫm qua mặt Hoàng A Mã tiếp xúc với công sứ bốn nước là muốn giảm thiểu nộ khí của họ. Trong khoảng thời gian này, cố gắng tìm cách giải quyết khó khăn trước mắt, tránh để lịch sử tái diễn. Nếu hoàng thượng có nhiều ý kiến như vậy, tại sao không đích thân tới nói với Ai Gia, trái lại là âm thầm đi cấu kết với người Tây Dương? Lời nói của trẫm, Hoàng A Mã chịu nghe hay sao? Cái gọi là vua một nước của trẫm không hề có năng lực nghị chính quyết sách. Ngay cả quyền muốn biết những chuyện xảy ra bên ngoài doanh đài, trẫm cũng không hề có được. Suy cho cùng, có phải bây giờ hoàng thượng muốn làm phản không? Trẫm chỉ là một hoàng đế con rối mà thôi. Thử hỏi con rối thì làm sao mà lập phản chứ? Ngươi! Hoàng A Mã, lão Phật gia, truyền thế y! Hoàng thượng yên tâm, lão Phật gia các nhân thiên tướng không có gì đâu. Lần này chuyện đưa thư đã liên lụy đến Thuần Thân Dương, góp sức cho hoàng thượng làm việc cần phải làm mà. Trái lại chuyện này bị Thái hậu phát hiện, thần đã liên lụy hoàng thượng thì đúng hơn. Chẳng qua lần này công sứ bốn nước tới ép buộc lão Phật gia, lão Phật gia mới biết chuyện thôi, tuyệt đối không liên quan tới Khanh. Huống hồ mấy lâu nay Khanh đã giữ bí mật giùm trẫm, không hề phản bội trẫm. Trẫm còn nợ Khanh một câu cảm ơn đó. Hoàng thượng đã quá lời. Thần vừa là tôi thần của hoàng thượng, vừa là huynh đệ của hoàng thượng, chia sẻ với hoàng thượng cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tuy chức tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Lão Phật gia sao rồi? Bẩm hoàng thượng, Thái hậu chỉ là nhất thời tức giận quá độ, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ đã tỉnh lại rồi, không có gì đáng ngại. Tại sao các người không lập tức về hốt thuốc đi chứ? Tỳ chức xin phép cáo lui. Xin hoàng thượng dừng bước. Tạm thời hoàng thượng không thích hợp vào trong, tránh làm lão Phật gia tiếp tục nổi giận. Đúng vậy, bây giờ hoàng thượng vô trong khác nào châm dầu vào lửa chứ. Hoàng thượng nên đợi lão Phật gia nguôi cơn giận, sau đó mới tính tiếp đi. Bẩm lão Phật gia, hoàng thượng và Thuần Thân Dương đã cáo lui rồi. Hoàng thượng này càng lúc càng không ra gì, ngang nhiên tự ý cấu kết công sứ ngoại quốc tới ép buộc Ai Gia. Lão Phật gia không nên tức giận, sức khỏe quan trọng hơn.
Không ngờ nhất là Tải Phong cả gan mang thư dùng hoàng thượng. Thật sự làm Ai Gia thất vọng quá. Xin lão Phật gia bớt giận. Trước giờ Thuận Thân Dương hết lòng trung thành với lão Phật gia, lúc nào cũng lấy xã tắc của Đại Thanh làm đầu. Thuận Thân Dương làm vậy chắc chắn có nỗi khổ của ông ta. Phải đó, dù sao hoàng thượng cũng là ca ca của Thuận Thân Dương. Hoàng thượng kêu ông ta làm gì có thể không nghe sao? Xem ra lần này chắc chắn là do người Tây Dương diện cớ sinh sự. Chắc chắn là bọn họ căm tức lão Phật gia, thân là kẻ chân yếu tay mềm, lại có thể cai trị đại sự quốc gia, tìm đủ mọi cách buộc lão Phật gia đi. Nhưng hoàng thượng không nên cùng với người Tây Dương đồng thanh đồng khí như vậy. Lần này hoàng thượng nhất thời hồ đồ, có thể là bị tiểu nhân xúi dục thôi. Lần trước hoàng thượng tổ chức tân chính gì đó, chắc chắn là bị tiểu tiện nhân Trân Phi xúi dục. Không lẽ nó muốn Ai Gia phế nó sao? Cố xin lão Phật gia suy xét. Vậy đó lão Phật gia, bây giờ quan hệ giữa lão Phật gia và hoàng thượng trở nên căng thẳng. Lỡ như lão Phật gia thật sự phế bỏ Trân Phi, vậy thì hoàng thượng hiểu lầm lão Phật gia càng sâu sắc hơn. Đến lúc đó bị người ta đàm tiếu thì không nên. Hai người nói cũng có lý. Được, tạm thời Ai Gia tha cho tiểu tiện nhân này. Sáng nay sau khi hoàng thượng được gặp lão Phật gia trở về, đã không nói không rằng trong đông ngự thư phòng. Tới giờ cơm trưa, bổn cung tới mời hoàng thượng dùng thiện. Ai ngờ hoàng thượng vừa mở miệng liền nôn một vũng máu lớn. Ai gia thực sự hoảng sợ vô cùng. Hạ thần xin phép cáo lui. Không cần sắc thuốc nữa đâu, phí củi lửa. Hoàng thượng bị bệnh không thể không uống thuốc. Bệnh này của trẫm không thể nào chữa khỏi được. Hoàng thượng, người bị bệnh 3 phần nhờ thảo dược, 7 phần là nhờ bản thân. Chỉ cần có tinh thần ý chí, cho dù cơ thể suy yếu cách mấy cũng có thể hồi phục. Trẫm chỉ là một con rối mà thôi, thực tế không thể tự chủ. Trẫm là vua của một nước, trái lại hữu danh vô thực. Vậy thì so với cái xác không hồn có gì khác biệt chứ? Đỗ Ngự Y, có phải bệnh tình của hoàng thượng rất nghiêm trọng không? Bệnh của hoàng thượng không khó chữa chút nào. Vấn đề là nếu hoàng thượng cứ buông xuôi bản thân như vậy, thảo dược tốt mấy cũng chưa chắc có ích. Sau khi hoàng thượng gặp lão Phật gia thì trở nên như vậy, chắc chắn là chịu oan ức to lớn. Bao nhiêu năm qua, lúc nào hoàng thượng cũng có chí khó thành, khó trách người ủ rũ như vậy. Hoàng thượng mất hết ý chí, u uất khó giải, tâm bệnh dày dò, đích thực khó lòng hồi phục. Nương nương, thôi công công cầu kiến. Phụng mệnh của lão Phật gia, truyền triệu Đỗ Ngự Y tới Di Hòa Viên một chuyến. Tuy Thái Hậu tuổi tác đã cao, nhưng huyết khí sung mãn, lục mạch không bị tắc nghẽn. Cho dù có bệnh giặc, đau giặc cũng không đáng ngại. Có thể nói, bệnh tới như núi lở, bệnh đi như xe tơ. Bệnh giặc, đau giặc cũng không nên xem thường. Thái Hậu ý chí hơn người, mãi không khuất phục. Tin chắc ma bệnh cũng khiếp sợ Thái Hậu. Nếu những bệnh nhân khác cũng giống như Thái Hậu vậy, chắc chắn có thể lập tức khỏi bệnh. Chẳng hai bệnh nhân mà Đỗ Ngự Y vừa nói đang bị bệnh gì làm cho Đỗ Ngự Y buồn rầu như vậy? Chỉ cần bệnh nhân quyết tâm chữa khỏi căn bệnh, tự động có thể mau chóng khỏi bệnh. Chỉ sợ là bệnh nhân tự buông xuôi bản thân mình, thực tế không muốn hồi phục. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Bệnh nhân của Khanh chẳng phải đã nhận được thuốc chữa trị tâm bệnh rồi sao? Nếu như tâm bệnh của người đó lại bị tái phát, có nghĩa là tâm dược mà trước đây Khanh nói không thể chữa được tâm bệnh của người này. Vậy thì theo Ai Gia thấy, thang tâm dược này giống như độc dược nhiều hơn. Tại trước đó hạ thần chẩn đoán chưa được toàn diện lắm, tưởng đâu bệnh nhân chỉ mắc bệnh tương tư mà thôi. Thì ra bệnh nhân đang mắc một căn bệnh càng khó chữa trị hơn, đó là tâm bệnh mâu thuẫn luân thường. Tiểu Lý Tử, bẩm lão Phật gia, tiểu uông tử ăn no rồi, định ra ngoài chơi, cho nên ra sức sủa lớn tiếng.
Con súc sinh này được voi đòi tiên, lòng tham vô đáy, cậy thế kiêu ngạo, hễ có chút không thuận theo ý người liền sủa lung tung ở đây, không biết cao thấp. Dám hỏi Thái hậu có thể cho thần được bắt mạch cho tiểu uông tử, chẩn đoán xem tại sao nó lại ồn ào như vậy không? Đỗ Ngự Y, khanh chẩn đoán được tiểu uông tử bị bệnh gì chưa? Bẩm Thái hậu, hiếu động vốn là thiên tính của chó con mà. Nếu như bị giam giữ như vậy, tự động sẽ trái với thiên tính của nó, sẽ trở nên rất khó chịu, thậm chí là sủa lung tung, nhiều khi còn cắn lại chủ nhân nữa. Vậy lần này nên dùng tâm dược gì để chữa trị đây? Thái hậu anh minh, tự động sẽ có tâm dược thích hợp, hạ thần không dám vọng đoán. Tiểu Lý Tử, có nô tài. Ngươi hãy nghe theo lời Đỗ Ngự Y nói, đưa tiểu uông tử ra ngoài đi dạo một lát đi. Dạ. Đỗ Ngự Y, bán tin này cho huynh nha. Tôi không có ngân lượng, không có tiền mua đâu. Vậy coi như tôi giúp huynh một lần đi. Tôi nhận được tin tức không chính thức. Tin không chính thức luôn không chính xác. Nhưng mà tin này đáng tin lắm đó. Thì ra hoàng hậu và cử phi nương nương thật sự lén lút lấy thuốc tráng dương cho hoàng thượng sử dụng đó. Chuyện đó đoán cũng đoán ra rồi. Nhưng mà cái chính đó là, thì ra thuốc tráng dương đó là do diện phán thái y viện cho Hoài An lén lút bán cho hai vị nương nương. Tôi nghe các mama nói, cho Hoài An nhận tiền của hai bên, cuối cùng làm cho hoàng thượng sau khi sử dụng long thể bất an. Nè, huynh mau đi gặp vị sứ đại nhân tố cáo ông ta đi. Dựa vào vài lời đồn của mama liền tố cáo ông ta, lại không có chứng cứ gì, không lẽ cô kêu tôi gọi hai vị nương nương ra buộc tội cho Hoài An sao? Nè, không lẽ mặc cho Hoài An đứng ở ngoài cuộc sao? Đó là thị phi trong cung, không nên xen vào, làm vậy dễ chuốc họa vào thân lắm. Rõ ràng đây là thái độ giữ thân trong sạch của huynh. Huynh có biết huynh làm như vậy là không đúng không? Tôi khuyên cô đừng nên nhiều chuyện quá. Được, huynh không bận tâm chuyện này cũng được. Nhưng tôi còn một tin tức không chính thức nói cho huynh biết. Thật ra cô vào cung là vì công việc hay là tìm tin tức không chính thức? Nè, tóm lại tôi nhắc nhở cô, bước vào trong cung, siêng làm việc bớt nói chuyện, nếu không cô dễ chuốc họa vào thân lắm. Tai họa không phải do tôi tìm nó, tại nó tự mình tìm tới tôi thôi. Huynh muốn tránh cũng không tránh khỏi. Tôi không tránh được tai họa thôi, tôi tránh được cô như vậy được chưa? Đúng là đồ nhát gan. Ôi trời, bà có sao không? Xin lỗi nha. Tôi bị trật chân rồi, đau quá. Vậy sao để tôi coi giùm bà. Sao hả Trần Mama, có đỡ hơn không? Sau khi cô xoa giùm tôi, đỡ nhiều lắm rồi, không còn đau nữa. Vậy thì hay quá. Cảm ơn cô. Không có gì. À phải Trần Mama, lúc trước tôi ở trong cung hình như chưa thấy bà bao giờ. Dạo trước mẹ của tôi qua đời, nên là tôi xin nghỉ về quê chịu tang thôi. À, thì ra là vậy. Gió Tây lồng lộng rít quanh nhà, hư nhụy lạnh lùng, bướm ngại qua. Cô nói gì vậy? Trần Mama, bà biết hai câu sau là cái gì không? Cô nói đùa sao? Nếu tôi biết ngâm thơ thì đâu cần vào cung làm Mama làm gì. Ngay cả một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết nữa. Không biết thật sao? Không biết. À phải rồi, con dơi treo ngược trên chân của bà thấy đẹp lắm đó. Là ai đã xăm cho bà vậy? Chắc chắn cô không biết. Người đó là đàn ông. Là đàn ông? Sao nói không phải là đàn ông? Vậy người đó là thị vệ trong cung hay là hoàng thân quốc thích gì vậy? Cô nôn nóng hỏi làm gì vậy? À không, là vậy. Lúc trước á, tôi có tình nhân cũ, cũng giống như là bà, cũng có con dơi treo ngược ở dưới chân. Tôi muốn hỏi coi có phải cùng một người không, cho nên muốn bà tiến cử giùm tôi. Vậy thôi. Tôi cũng phải hỏi con người đó có chịu hay không mới được chứ. Nếu người đó chịu tới gặp tôi, tối nay chập choạng tối bà đưa tới đây nha, chúng ta không gặp không về. Trần Mama,
Trần Mama, Trần Mama, sao lại như vậy? Cô làm gì đây? Đỗ đại phu, quý tới thì hay quá. Tại hạ Đỗ Trọng tham kiến Đoan quận vương. Đỗ người hối hả tới đây, bổn vương nên nói ông tin tức nhạy bén hay là lo chuyện bao đồng đi. Bẩm vương gia, phục y sĩ do tại hạ tiến cử vào cung, hành động cử chỉ của cổ tại hạ đều cần phải chịu trách nhiệm. Chẳng hay phục y sĩ đã phạm tội gì để vương gia bắt giam cổ vậy? Cũng không có gì, chỉ căn tội giết người thôi. Tôi đã nói rồi, lúc mà tôi gặp Trần Mama, bà ta đã tắt thở rồi. Nếu vậy, tại sao cô đúng lúc phát hiện thi thể của Trần Mama? Cô có thể gọi tên của nạn nhân. Cô biết bà ta sao? Đương nhiên là tôi biết bà ta, nếu không tại sao lại hẹn bà ta gặp mặt? Vậy tại sao cô lại hẹn gặp mặt bà ta ở đó chứ? Đó là chuyện giữa tôi và Trần Mama, tôi không tiện nói cho ngài biết. To gắt. Nhưng gia bớt giận, phục y sĩ vừa mới vào cung, đối với nghi lễ trong cung khó tránh khỏi không rõ lắm. Tham kiến vương gia. Hoàng thi, kiểm tra có kết quả gì không? Bẩm vương gia, theo kiểm tra của hạ quan nhận thấy, trên người nạn nhân không có vết thương rõ ràng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào, rất có thể là tai nạn hay là trúng gió dẫn đến mất mạng. Lần này coi như may mắn cho cô. Hoàng thái y phải không? Ông thật sự kiểm tra thi thể của Trần Mama, cái chết của bà ta không đáng nghi sao? Tôi đã kiểm tra mấy lần rồi, chắc chắn là không có khả nghi. Không phải đâu. Hey, không liên quan tới cô là tốt rồi. Đi đi, đừng làm phiền quan thi làm việc. Làm phiền ông. Đi đi, đi. Không ngờ manh mối khó lắm mới tìm được lại bị đứt như vậy. Thưa thúc bà, nếu không tại trước đó thúc nói với con người đó không phải Nam Nhi, lý nào con lại tốn thời gian làm những chuyện vô bổ đó chứ? Nghĩ kỹ lại á, một người không phải là đàn ông, có khi nào ám chỉ thái giám công công không? Cũng rất có khả năng. Chắc chắn là do Trần Mama bước dây động rừng, đối phương sợ bị lộ thân phận cho nên mới giết người diệt khẩu. Có nghĩa là sắp tới chúng ta phải nhắm thẳng vào công công. Không ngờ ngoài Diệp Lăng cô nương có tay nghề xoa bóp tài giỏi, còn làm được nhiều món ngon nữa chứ. Ừ. Có phải lợi hại lắm không Hoài Sơn? Ăn được rồi phải không Đỗ đại phu? Nè, ăn thêm nữa đi. Đa tạ. Không phải tôi tự khen, so với đầu bếp ở Quảng Đông á, thật tình tôi cũng không thua kém cho lắm. Thật ra tôi cũng muốn hỏi thăm món này gọi là gì vậy? Chua chua ngọt ngọt, dễ ăn lắm. Những món ăn này gọi là thịt chua ngọt. Cái tên này có câu chuyện đó. Chuyện kể là Trương đại nhân tiếp đãi quan khách ở ngoại quốc tới. Sau khi quan khách nhìn thấy liền hỏi ông ta món này tên là gì. Lý đại nhân ngửi được mùi vị chua chua ngọt ngọt, ông ta kềm lòng không được, ưng ực nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng quan khách hiểu lầm, tưởng đâu món này gọi là thịt ưng ực. Nhầm lẫn như vậy cũng được sao? Vậy còn tên món ăn nào thú vị nữa không? Còn một món Quảng Đông tên là kim tiền kê. Mọi người đoán coi là món ăn gì? Em biết nè, là con gà y như kim tiền vậy. Không lý nào. Gà làm sao giống kim tiền được chứ? Kim tiền kê được làm từ thịt heo và gan heo. Họ lấy thịt heo cắt thành từng miếng giống như kim tiền vậy. Tại sao gọi là gà? Bởi vì người ta tự an ủi mình, nói bản thân mình được ăn gà vậy thôi. Trời ơi, Đỗ đại phu huynh lợi hại như vậy, huynh đã tới Quảng Châu rồi sao? Có một thứ gọi là sách đó. Nhưng cũng có một câu gọi là đọc ngàn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Bấy lâu tôi chỉ hành đi ở kinh thành, đâu có đi khắp nơi giống như cô vậy. Trời ơi, Đỗ đại phu, huynh đừng nói cho tôi biết huynh chưa bao giờ rời khỏi thành Bắc Kinh nha. Phải phải, chỉ có cô học rộng hiểu cao, tất cả chúng tôi ai cũng là ít ngồi đáy giếng vậy được chưa hả? Chà, thư phòng của huynh lớn lắm, nhiều y thư quá à. Tuy thời gian quen biết cô không nhiều, nhưng tôi cũng thấu hiểu tính cách của cô. Vô sự bất đăng điện tam bảo, tới đây nấu cơm cho chúng tôi ăn. Có đòi hỏi gì đây, chỗ vắng vẻ cứ nói ra đi. Đỗ đại phu à. À phải rồi, tôi có một chuyện muốn huynh giúp thêm một lần. Tôi muốn huynh kiểm tra lại thi thể của Trần Mama.
Quan thái y đã nói thi thể của Trần Mama không đáng nghi rồi, kiểm tra lần nữa làm gì chứ? Không phải đâu, đang sống sờ sờ mà lý nào lại vô duyên vô cớ nói trúng gió mất mạng như vậy chứ? Tôi cảm thấy rất là đáng nghi ngờ. Đang sống sờ sờ sao cô lại hẹn Trần Mama tới đó gặp mặt? Tôi cũng cảm thấy cô đáng nghi lắm đó. Thì Trần Mama hẹn tôi mà, bà ta nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi. Ai ngờ bà ta chưa kịp nói đã bỏ mạng như vậy rồi. Huynh không cảm thấy rất lạ sao? Nói chuyện gì quan trọng với cô vậy? Chuyện của phụ nữ, huynh đừng có hỏi nữa. Nếu cô nghi ngờ cái chết của Trần Mama, tôi sẽ bẩm báo giúp cô. Ê, đừng bẩm báo nha. Nè, chứng cứ nè, hung thủ nè, manh mối nè, không có cái gì hết. Nếu như bẩm báo á, chưa chắc có người chấp nhận. Lỡ như bức dây động rừng, đến lúc đó hung thủ có sự đề phòng, vậy thì không nên. Tôi không thể giúp cô. Nè, không phải chứ. Nè, huynh không lẽ định qua cầu rút gián hay sao? Thức ăn đã nhét vào bụng rồi, nếu không thì sao? Hay là tôi nôn ra cho cô chịu không hả? Ý trời ơi, hôi quá đi. Thôi được, huynh không giúp tôi chứ gì, tôi tự mình điều tra, tôi nhất định có thể điều tra được. Nè, cô đừng làm bậy nha, cô gây tai họa tôi không bảo vệ được cô đâu. Sao hả Nhậm Người Y, tìm được chưa? Tôi đã nói với Phục y sĩ rồi mà. Trước giờ Trần Mama sức khỏe rất dồi dào, không có đau bệnh gì hết. Cô lại không chịu tin tôi, nhất định bắt tôi tìm bệnh án của bà ta. Muốn tìm cũng phải có thời gian chứ. Nhậm Người Y à, không phải tôi không tin những gì mà huynh nói, chẳng qua tôi muốn xác định lại thôi. Làm phiền huynh nha, làm phiền huynh. Vậy thì không cần đâu. Ê, tìm được rồi, đây nè. Ủa, theo bệnh án của Trần Mama cho thấy á, bà ta không có đau bệnh gì nhiều. Trời ơi, còn mạnh hơn con trâu nữa. Tại sao đột nhiên lại mất mạng chứ? Có thể nói sống chết có số rồi. Diêm Vương kêu cô canh ba chết, ai dám giữ người tới canh năm chứ? Ở trong cung những chuyện này xảy ra cũng không ít. Từ từ Phục y sĩ cũng sẽ thấu hiểu mà thôi. Trời, đành là nói như vậy. Nhưng tôi và Trần Mama coi như cũng là chỗ quen biết. Tôi thực sự rất hy vọng có thể bái tế bà ta. Nhậm Người Y à, huynh có biết di thể của bà ta đặt ở đâu hay không? Phạm là trong cung có Mama hay là cung nữ không ai qua đời, di thể của họ sẽ tạm thời đặt ở phòng xác trong cung, đợi người thân của họ tới nhận. Có trách cũng đừng trách nha. Tôi không phải cố tình tới làm phiền bà, tôi muốn giúp bà rửa sạch hàm oan thôi. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Đừng động tôi. Làm hết hồn mà, sao huynh đi không có tiếng động vậy? Cô sợ thì đừng tới đây chứ. Sao huynh biết tôi ở đây? Chắc chắn là Nhậm Người Y đó để tố cáo tôi. Sao huynh ấy nhiều chuyện như vậy chứ? Nhậm huynh sợ cô làm bậy gây ra tai họa. Đỗ Người Y à, bây giờ huynh đã tới rồi, huynh giúp người giúp cho trót. Huynh kiểm tra coi tại sao Trần Mama chết đi. Sao cô có hứng thú với thi thể của Trần Mama chứ? Thực ra là nguyên do gì? Thôi được, thôi được. Bây giờ huynh đã hỏi thẳng như vậy, tôi cũng không ngại nói cho huynh biết sự thật. Chuyện là như vậy, Trần Mama nói với tôi á, là bà ta bị người ta lừa, bị người đàn ông làm cho mang thai. Cho nên hôm đó tôi hẹn bà ta ra là tính hỏi bà ta cho rõ thật ra tên khốn đó là ai. Ai ngờ bà ta chết đột ngột như vậy. Vậy thì có phải cái chết của bà ta đáng nghi không? Cô tốt bụng vậy sao? Thôi được, thấy thân thế của Trần Mama tội nghiệp như vậy, tôi sẽ giúp bà ta một lần. Cô lại nói dối nữa. Thủ cung sa của Trần Mama hoàn toàn vô khuyết, thực tế bà ta vẫn là thân trong trắng. Không lý nào. Trần Mama, bà nói dối gạt tôi phải không? Hay thiệt tình là để coi. Thủ cung sa ở đâu? Thực tế trên đời này không có thủ cung sa. Win. À, phải. Xin lỗi nha Đỗ Ngự Y, tôi đã nói dối gạt huynh, nhưng tôi cũng không muốn. Thật tình tôi muốn huynh giúp đỡ tôi kiểm tra coi tại sao Trần Mama lại chết đáng nghi như vậy. Tôi nghĩ tôi không kiểm tra thi thể của Trần Mama, cô sẽ không bỏ ý định đâu. Có trách cũng đừng trách, có trách cũng đừng trách, có trách cũng đừng trách. Vết trên mặt của Trần Mama là dấu bàn tay mà. Hình như là vậy đó. Đúng rồi. Sao lúc quan thái y kiểm tra không phát hiện được gì?
Dựa theo tẩy quan lục của tổng từ ghi lại, có rất nhiều vết thương không phải bề mặt sẽ không lập tức hiện rõ, xuôi theo thời gian trôi qua sẽ từ từ hiện rõ hơn. Tôi nghĩ dấu tay trên mặt của Trần Ma Ma là trước khi bà ta chết, có kẻ đã dùng tay bịt chặt mũi và miệng của bà ta rất mạnh tay. Có nghĩa là bà ta bị bàn tay làm ngợp chết. Nè, nè, Quân đi đâu vậy? Trần Ma Ma bị người ta giết chết, không lập tức bẩm báo hay sao? Đừng bẩm báo mà. Tại sao? Thì nếu Quân đi bẩm báo á, hung thủ sẽ biết tôi quen với Trần Ma Ma. Lỡ không bắt được hung thủ, hung thủ đó quay lại giết tôi thì tính sao? Sao trước đó cô quan tâm cái chết của Trần Ma Ma vậy chứ? Đúng là thần cũng là cô, ma cũng là cô. Trước đó tôi không biết chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy, cho nên bây giờ đương nhiên tôi phải giữ mạng sống của mình thì quan trọng hơn. Đừng có giật nữa, được lắm rồi. Phải đó. Cắt căng. Hả? Rồi cậu kiếm đâu ra bộ âu phục đẹp như vậy chứ? Ê tiểu thư, cô về đúng lúc lắm, mau suy nghĩ giùm nó đi. Mẹ à, con đã nói là chuyện này không có giống như là mẹ nghĩ vậy đâu. Chuyện gì vậy? Ê, thì chính là Đức Linh cô nương đó đó, sai người mang bộ âu phục tới đây, kêu A Căng tới tham gia cái gì bạc tiệc sinh nhật á. Cha Căng à, bộ âu phục này là đồ tốt đó. Người ta tặng âu phục cho con, còn mời con dự bạc ti sinh nhật nữa, anh chắc là có tình ý với con. Căng à, con phải chủ động thổ lộ tâm ý với người ta, có biết không vậy? Ê, ngay cả lễ vật sinh nhật mà con còn chưa nghĩ ra tặng gì cho cổ, con làm sao mà đi thổ lộ tâm ý chứ? Phải rồi, dùng lễ vật sinh nhật để thổ lộ tâm ý. Được đó. Ê, người ta là gia đình đại hộ đó, làm sao chúng ta có nhiều tiền để mua lễ vật chứ? Nè, dì Cát à, vật khinh tình ý trọng mà, quan trọng nhất là tâm ý thôi. Căng à, hay là tới lúc đó biểu diễn một màn cho họ coi, vậy là được rồi. Biểu diễn? Hay là ngâm vài câu thơ tình cho Đức Linh cô nương đó nghe đi, không chừng có thể lay động được cổ. Thơ tình? Bình thường nó nói chuyện cũng cả lâm rồi, kêu nó ngâm thơ hả? Thôi kêu nó múa dài đường quyền còn hay hơn á. Múa quyền hả? Lấy lòng ngực đập đá, được đó. Bà nội, đập đá như vậy sao? Căng à, đứng lên đi. Tới lúc đó cậu sẽ mặc bộ âu phục này đi phải không? Hay là nhảy một bài Tây Dương với Đức Linh cô nương? Tay cậu nắm tay cổ, bốn mắt nhìn nhau, cổ như định mau chóng hiểu được tâm ý của cậu. Trời, tiểu thư, sao cô giỏi vậy? Biết nhảy điệu Tây Dương. Cậu tưởng tôi ở Quảng Châu bao năm nay chỉ là uổng công sao? Nè, nè. Sao cậu để chân ở đây chứ? Bước tới đi, làm lại đi mà. Nè, một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Quỷ trời ơi, còn nắm nữa sao? Quỷ ám cậu sao? Làm gì nắm chặt tay như vậy chứ? Phải đổi tay chứ. Suốt đời luôn thô ráp như vậy hả? Ê, tiểu thư à, cô đừng chỉ tôi nữa. Tôi không biết đâu. Tôi thật sự không hiểu cậu đó. Cả bộ công phu Thiếu Lâm phức tạp như vậy, cậu cũng có thể múa từ đầu chí cuối, múa từ cuối cho tới đầu, chỉ có mấy bước chân thôi, vậy mà cũng không nhảy được. Quyền pháp Thiếu Lâm có khẩu quyết mà. Khẩu quyết này của cô chính là 1, 2, 3, 4, xoay. Xoay đến tôi chống cả mặt luôn. Khẩu quyết? Tôi có cách rồi. Ở ngực hóp bụng, đứng thẳng, đưa tay 3 phần, chân bước 7 phần, mắt như sao băng, tay như sấm, thân như rắn bò, chân như tên, cây già bám rễ. Nè, một người làm sao mà bám rễ? Cây già bám rễ. Ngựa quang tung gió. Một, hai. Hê, được rồi. Đừng kiêu ngạo, làm lại đi. Được. Nè, bắt đầu. À, tôi nhận ra Quynh rồi. Quynh chính là thị vệ của Thuần Thân Dương. À, tôi nhớ ra rồi. Lần trước chúng ta gặp nhau ở trong cung, hình như anh tên là Căng gì đó. Cát Căng. Tiểu nhân Cát Căng, tham kiến Cách Cách. Ê trời ơi, hôm nay tất cả chúng ta đến dự lễ bài tiệc sinh nhật của Đức Linh mà. Đều là bạn của Đức Linh, không cần đa lễ. À, dạ biết, Cách Cách. Hai người đừng có chọc ghẹo Cát Căng nữa. Là bạn của cô mà, chúng tôi đâu dám chọc ghẹo Quynh ấy. Tôi cứ sợ hôm nay Quynh không tới. Đương nhiên là không.
Hôm nay là bạc thi sinh nhật của cô, tôi nhất định phải tới. Chắc căng, Quỳnh phải giống như tôi vậy. Tay trái thì cầm nĩa, tay phải thì cầm dao. Nè, Quỳnh thử đi, thoải mái một chút. Đúng rồi đó, nè. Linh cô nương à, bộ cánh hoa cũng ăn được sao? Đâu có ai ăn cánh hoa chứ. Cánh hoa đó chỉ dùng để trang trí mà thôi. Quỳnh tưởng Quỳnh là trâu hả? Liên quan gì tới trâu? Trâu nhai hoa mẫu đơn đó. Quyển giai có điều con biết rồi. Năm xưa vua Càn Long sủng ái Hương Phi nhất, chính vì lúc nhỏ đã thích ăn cánh hoa mới làm cho toàn thân của cổ luôn tỏa ra mùi hương quyến rũ, rất là được vua Càn Long yêu chuộng. Trời, Quỳnh đừng nói cho muội biết là Quỳnh muốn tìm một cô gái toàn thân đều tỏa ra mùi thơm đó nha. Thì yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đàn ông nào cũng thích như vậy mà. Đã kêu mọi người không cần mang lễ vật tới rồi, sao mọi người lại khách sáo vậy chứ? Các căn, Quỳnh đừng nói cho muội biết Quỳnh không có chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho Đức Linh nha. À, Linh cô nương à, thật ra tôi đã chuẩn bị. Ê, thật ra cô chỉ nói đùa với Quỳnh, Quỳnh không cần chấp nhất. À phải rồi, Quỳnh là thị vệ của Thuần Thân Dương mà, chắc chắn là giỏi giỏi lắm. Hay là Quỳnh múa chài đường võ công coi như lễ vật sinh nhật tặng cho Đức Linh. Thật ra tôi... Xin mời. Tại phòng xin thỉnh an huệ quý phi nương nương như quý phi nương nương. Thuần Thân Dương đúng là có lòng hiếu thảo, sáng nào cũng tới sớm với thỉnh an lão Phật gia. Có thể làm tròn chút hiếu đạo với lão Phật gia là phúc của tại phong mà. Thuần Thân Dương về nước bấy lâu, chẳng hay có rảnh rỗi tới vườn hoa hồng thưởng hoa hay không? Vẫn chưa. Vậy thì Thuần Thân Dương nhất định phải dành chút thời gian tới xem thử. Năm nay hoa ở vườn hoa hồng nở đặc biệt lộng lẫy hơn. Sau khi Thuần Thân Dương xem xong, chắc chắn không uổng chuyến đi. Đa tạ Dương quý phi nương nương nhắc nhở, bổn vương rảnh rỗi nhất định tới đó ngắm nhìn kỹ lưỡng. Bổn cung cũng không phiền Thuần Thân Dương đi thỉnh an lão Phật gia nữa. Hai vị nương nương đi thong thả. Sao hả? Cuối cùng cũng chịu tới gặp người ta rồi sao? Bổn vương có chuyện rất quan trọng phải làm mà. Đương nhiên rồi, gặp bổn cung làm sao quan trọng bằng gặp lão Phật gia giả bộ hiếu thảo chứ. Ê, lần này nàng đoán sai rồi. Trời ơi, đẹp quá. Vật trang trí đẹp cách mấy cũng không thể sánh bằng nàng. Hy vọng nàng sẽ thích. Thích lắm, đương nhiên là thích rồi. Nhưng mà thích nhất vẫn là chàng thôi. Trân Phi, nàng có biết 12 hình thù trên bộ triều phục này của trẫm có ý nghĩa gì hay không vậy? Thần thiếp chỉ biết ở trên nhật, nguyệt, tinh, thần
ngụ ý soi sáng khắp nơi. Còn những hình còn lại phải đợi hoàng thượng chỉ dạy thần thiếp. Ngọn núi sau lưng của trẫm có ngụ ý thân là hoàng đế nhất định phải vững chắc. Tảo ở phần dưới bên phải ngụ ý thân là nhân quân nhất định phải biết quyển chuyển vận dụng. Còn đây là cái búa tượng trưng cho trẫm làm việc nhất định phải quyết đoán anh minh. Thần thiếp tự hỏi không biết chuyện trong triều chính, chỉ hy vọng có thể kề cận bên hoàng thượng, chia sẻ với hoàng thượng đã mãn nguyện lắm rồi. Đằng sau cây búa này là trái tim của trẫm. Trẫm hứa với nàng, từ nay về sau trẫm nhất định cố gắng là một minh quân, không phụ lòng nàng. Đây là bộ triều phục đã truyền từ liệt đại tiên đế. Lần này lão Phật gia một lần nữa đồng ý với hoàng thượng vào triều thính chính. Tình chắc rất muốn nhìn thấy hoàng thượng với nét mặt tràn đầy sức sống, để thần thiếp giúp hoàng thượng đổi triều quán. Từ khi Nghĩa Hòa đoàn vào kinh đến đây, mâu thuẫn với người Tây Dương không thể nào thu phục được. Nghe nói các nước Anh Mỹ đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị động binh với Đại Thành. Có câu binh đến tướng đỡ, nước đến đất dìm. Theo thần cảm thấy, với quân lực của Đại Thành hiện nay, không lý nào chịu thua đại pháo của người Tây Dương. Cũng không thể nói như vậy được. Nếu không tại quyền dân Nghĩa Hòa đoàn giết hại công sứ nước Đức Khắc Lâm Đức tiên sinh trước, cũng không làm cho nước Anh Mỹ kịch liệt phản đối như vậy. Chẳng cho rằng nên lấy đại cuộc làm trọng, phái người tới các nước Anh Mỹ đề xuất nghị hòa mới là thượng sách. Có thể nói hai nước giao tranh không giết sứ giả, lần này hành vi của quyền nhân Nghĩa Hòa đoàn e rằng có chút quá đáng. Thuần Thân Dương nói vậy là không đúng. Công sứ nước Đức Khắc Lâm Đức dẫn theo thuộc hạ không hỏi nguyên do bắn giết quyền dân. Theo thần cảm thấy, hắn tội lỗi thích đáng, chết không đáng tiếc. Cho dù sự việc lần này đích thực cho người Tây Dương gây ra, cũng có thể để triều đình ra mặt, đề nghị giao thiệp nghiêm túc với nước Đức, rồi dùng luật lệ Đại Thanh trừng trị thích đáng, không thể tùy tiện sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Đại Thanh chúng ta chịu đựng sự hà hiếp của người Tây Dương rất nhiều năm, làm cho dân quán khắp nơi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục nhún nhường như vậy, e rằng người Tây Dương càng sẽ không coi ai ra gì nữa hết. Trẫm không đồng ý, nên nhớ hễ khi khai chiến chỉ càng làm cho sinh linh lầm thần. Hoàng thượng có thể nghe Đoan Quận Dương nói hết không? Bây giờ tình hình phản đối Tây Dương trong nước đang dâng cao, sĩ khí quân dân đồng lòng. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội hiếm có này đoàn kết quyền dân Nghĩa Hòa đoàn lại với nhau, đồng loạt đuổi người Tây Dương ra khỏi trung thổ của chúng ta? Người Tây Dương tạo sát pháo mạnh, lực lượng quân sự hơn hẳn Đại Thanh chúng ta. Trẫm chỉ sợ e rằng hoàng thượng đề cao người khác, hạ thấp bản thân của mình quá rồi. Nghĩa Hòa đoàn ai cũng có thần công hộ thể, đau thương bất nhập, chúng ta cần gì sợ đại pháo của người Tây Dương chứ? Cái gọi là thần công hộ thể cũng chỉ là chiêu trò lừa gạt của thuộc sĩ giang hồ thôi. Thần công của quyền dân trước đây Thái Hậu cũng đã tận mắt chứng kiến. Không lẽ hoàng thượng cho rằng Thái Hậu không biết phân biệt thật giả hay sao? Cho dù thần công lợi hại mấy thì... Tất cả im lặng cho Ai Gia. Bây giờ hoàng thượng và Đoan Quận Dương đều bảo vệ ý kiến. Ai Gia muốn nghe ý kiến của các khanh gia khác. Dinh Lộc, khanh nghĩ sao? Thần cho rằng đã tới lúc phải cho người Tây Dương chứng kiến sự lợi hại của Đại Thanh chúng ta. Còn Lý Hồng Chương? Thần xin theo ý của Thái Hậu. Viên Thế Khải? Bẩm Thái Hậu, hạ thần chỉ là một võ phu. Nếu triều đình có thể sử dụng hạ thần nhất định dốc hết sức lực báo đáp triều đình. Thuần Thân Dương, còn khanh thì sao? Thời gian tham chính của thần ngắn ngủi, không đủ kinh nghiệm, tất cả dựa theo quyết định của tất cả mọi người để hành sự. Thái Hậu à, dù sao thì trẫm cũng cảm thấy... Hoàng thượng, Ai Gia biết hoàng thượng thương dân như con, nhưng nếu đang xen tình cảm, làm sao có thể cai trị được quốc gia? Nếu như ý kiến của mọi người đều nhất trí, Ai Gia lệnh cho Đoan Quận Dương dẫn dắt Hổ Thần Doanh hợp tác với Nghĩa Hòa đoàn, cố gắng đi trừng trị đám Tây Dương không biết cao thấp, giúp Đại Thanh trả mối nhục này. Thần nhất định dốc hết sức lực của mình, tuyệt đối không phụ lòng mong mỏi của Thái Hậu. Hey! Yeah! Yeah! Hey! Hey! Yeah! Yeah!
Vị đại nhân, ông thấy rồi đó. Chúng ta có thần công hộ thể, binh sĩ của Hổ Thần Doanh ai cũng đau thương bất nhập. Sau này nếu như khai chiến, chắc chắn đám Tây Dương đó sẽ trầy da tróc dậy với chúng ta thôi. Binh sĩ dưới trướng của Dương gia ai cũng dũng cảm thiện chiến, nếu cộng thêm đau thương bất nhập, tự động đánh đầu thắng đó. Viên đại nhân, khả năng luyện binh của ông ai cũng biết hết. Nếu được ông hỗ trợ, ta tin chắc quân ta nhất định thiên hạ vô địch. Dương gia, lần này ngài có thể đánh đuổi người Tây Dương thành công, tin chắc Dương gia nhất định sẽ giành được sự tin tưởng tuyệt đối của Thái hậu. Diêm Mộ kính ngài một chuông, chúc ngài khai kỳ đắc thắng, mã đáo thành công. Được, mong là như vậy. Lập tức chuẩn bị xe cho ta, ta phải lập tức quay trở về Sơn Đông. Tuân lệnh đại nhân. Đại nhân, Hối Hả quay về Sơn Đông, không lẽ đại nhân dự định xuất binh giúp Đoan Quận Dương đối phó với người Tây Dương? Tên khờ khảo đó, đi tin những chiêu trò lừa gạt của đám thuộc sĩ giang hồ, còn bắt ta đi nộp mạng với hắn nữa. Ta không bao giờ điên theo hắn đâu. Nhưng mà nếu như triều đình hạ chỉ kêu đại nhân xuất binh, vậy thì tính làm sao? Cho dù thánh chỉ có đưa xuống, cũng chưa biết là thật hay giả. Trì hoãn vài hôm, cuộc chiến đó cũng kết thúc rồi. Đại nhân anh minh. Viên Thế Khải này không bao giờ đánh trận không nắm chắc phần thắng, càng không dồn sức một nơi. Viên Thế Khải này mãi mãi cũng đứng ở bên chiến thắng. Đang tâm trung hữu tình, sao hoàn cư pa lãng hồ chương sinh, thời đại trong vận dục hữu truy thuần chân siêu sinh. Lượn sai trong sự si chân phong, chỉ thôi trẻ linh hồn đế không, nguyện cần mê sôi hơi trôi trôi qua vân dầu đế mộng. Lạc phóc trong thầm mặc sang nhong, sang yêu ngàn lời lời tóc cao sốc lấy bị liêu, nhưng lâu hạ kỳ ích đâu muốn trông, nhưng nhìn nhất sang muốn trông. Mượn sai trông đàn si trông trông, sang yêu cao nhạc nâng cháo đâu, hoa chỉ vui si nề kêu sẽ phát sâm lệnh quay đông. 中沉默相拥。